Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi hợi tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi hợi tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng đầu tiên của năm nhâm dần này, vận trình sự nghiệp của người tuổi hợi đang có được nhiều dấu hiệu đón nhiều may mắn với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi hợi có những bước tiến đáng kể một phần là vì các tinh phù trợ, một phần còn là nhờ bạn đã luôn cố gắng phấn đấu hết sức những gì bạn gặt hái được vào thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng trên phương diện sự nghiệp nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi những kế hoạch bạn lập ra vào thời điểm này rất sát với thực tế và với năng lực bản thân chính nhờ vậy mà bạn bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi nhờ có tầm nhìn xa trông rộng bạn nhận ra được khoảng thời gian sau tết mọi người thường thờ ơ lơ là vì vẫn ham vui nếu bạn nghiêm túc tập trung hết sức vào nhiệm vụ thì tỷ lệ đạt được thành công sẽ cao hơn nhiều bản mệnh tuổi hợi trong tháng này cũng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác trong công việc nên khi gặp khó khăn, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người xung quanh, có người còn giúp ích cho bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Con giáp này có thể yên tâm đối diện với những thử thách khó khăn, bởi tinh thần đoàn kết sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm quan cũng là dấu hiệu cắt lành trong sự nghiệp của người tuổi hợi trong tháng này nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt và cố gắng hết sức thì thành công sẽ chẳng còn xa. Bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân, cắt tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, một số người đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu căng, tự phụ, khoe khoang thành tích của mình. Dù đạt được điều gì đi nữa, bạn cũng luôn nên giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, bởi mọi người xung quanh có rất nhiều ưu điểm để bạn noi theo. Hơn nữa, việc quan sát người khác để đúc rút kinh nghiệm cho mình là vô cùng cần thiết. Tử vi tuổi hợi tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi hợi vô cùng rực rỡ ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, điều đó báo hiệu một năm tràn đầy may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. khá. Cục diện ngủ hành nghị hợp che chở đem tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ triển vọng để bạn có thể hợp tác làm ăn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt. Theo tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi hợi âm lịch, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới trong khi mọi người xung quanh còn loay hoay tìm ra hướng đi cho mình thì bạn lại là người dẫn đầu thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng vì vừa ra tết mà bạn đã giữ được tinh thần nhiệt tình hăng hái không ngại nhận các nhiệm vụ khó công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé Tuy nhiên, dù túi tiền có dùng dình đến mấy thì bạn cũng nên khiêm tốn, tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương bản thân, bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo hoặc trộm cắp đấy. Tử vi tuổi hợi tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tình duyên. Những thành công rực rỡ trên phương diện sự nghiệp chính là yếu tố khiến người tuổi hợi trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Đi đến đâu, bạn cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người xung quanh. Thái âm cát tinh khuyên người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có cùng cách suy nghĩ với mình. Khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng. Nếu được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, còn không thì đôi bên vẫn có thể làm bạn. Với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Trong dịp Tết đến xuân về, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Tử vi tuổi hợi tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sức khỏe Xem tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi hợi âm lịch thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù là trong hay sau kỳ nghỉ Tết bạn cũng nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi hợi trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, tinh thần hăng hái, xã giao thuận lợi, công việc tiến triển. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Quý nhân, người tuổi dần, người tuổi mùi. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu vàng màu đỏ tân hợi thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết người lập gia đình ngày một thấu hiểu bao dung cho nửa kia quý nhân người tuổi tuất người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi sửu người tuổi mão màu sắc may mắn màu nâu màu trắng quý hợi thuộc mệnh thủy nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết nên mở lòng với người khác xây dựng các mối quan hệ quý nhân người tuổi thân người tuổi dần tiểu nhân, người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu cam, màu tím. Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, Nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết đưa ra những kế hoạch phù hợp thực tế, công việc tiến triển thuận lợi. Quý nhân, người tuổi Tuất, người tuổi Dậu. Tiểu nhân, người tuổi Ngọ, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Hợi trong tháng 1 năm 2022 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại